ăn lạc theo ba cách này, cả triệu người đều khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video ngày hôm nay. Thưa quý vị, lạc là một thực phẩm rất là phổ biến ở Việt Nam. Đây là loại thực phẩm rẻ tiền nhưng nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein. Lạc xuất hiện trong các món ăn hàng ngày, từ các món nhậu, lạc luộc, lạc rang, vân vân, được mọi người rất là yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng ăn được lạc và không phải ăn lạc lúc nào cũng tốt. Vậy thì cần phải lưu ý những gì khi ăn lạc? Ăn lạc đúng cách như thế nào để tốt cho sức khỏe? Theo các chuyên gia, nếu biết ăn lạc theo 3 cách này thì bạn sẽ khỏe mạnh, sống thọ trăm tuổi. Mời quý vị cùng theo dõi qua video ngày hôm nay nhé! Ăn lạc theo 3 cách này, cả triệu người đều khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, tốt hơn cả thuốc bổ. 1. Lạc ngâm giấm. Lạc có chứa các axit béo không bão hòa cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, hàm lượng lipid lại cao, nhiệt lượng lại lớn, có cảm giác ngậy. Các loại axit hữu cơ có trong giấm lại có thể phân giải độ béo ngậy và tạo ra mùi thơm. Chính vì vậy, ngâm lạc trong giấm trong 7 đến 10 ngày, mỗi ngày ăn 7 đến 10 hạt, ăn liên tục trong 1 tuần là một liệu trình. Cách ăn như vậy sẽ giảm thấp huyết áp, làm mềm mạch máu, giảm tích tụ cholesterol. 2. Lạc luộc dinh dưỡng cao. Một số người có thói quen ăn lạc rang hay rán qua dầu mỡ, như vậy sẽ gây thiệt hại cho thành phần của glycerid trong vỏ lụa. Vì vậy, nên ăn lạc cùng với vỏ lụa mới có dinh dưỡng cao nhất. Ngoài ra, lạc dễ bị ngộ độc nấm Flavus lây nhiễm. Sau khi luộc, các độc tố nấm này cơ bản đã được dung hòa vào trong nước. Như vậy, ăn vào mới không gây hại cho sức khỏe. 3. Lạc rang. Lạc rang có thể gọi là một món ăn kỳ lạ. Một khi đã nhón tay bốc một hạt, dường như chúng ta không thể điều khiển được mình nữa. Cứ thế nhón thêm, ăn nữa, cho đến kỳ hết. Lạc rang vừa là món để ăn chay, ăn vặt và thậm chí làm mồi nhậu lai dai cho các ông, các chú. Không những là món ăn vặt ngon miệng và hợp sở thích của rất nhiều người, lạc rang còn có nhiều công dụng có thể bạn sẽ không ngờ đến như tốt cho bệnh trầm cảm, tốt cho bà bầu, hỗ trợ trí nhớ. Lưu ý khi ăn lạc. 1. Không ăn lạc khi bị gút, tiểu đường, huyết áp cao, mang thai. Lạc được coi là một thực phẩm tuyệt vời rất tốt cho những người bị suy nhược, bồi dưỡng cơ thể, giúp da, tóc cho khỏe. Thế nhưng lạc lại chính là kẻ thù của bệnh nhân tiểu đường, bệnh gút và đặc biệt là mối nguy hiểm cho người bị dị ứng đậu phộng. Trong lạc có chứa nhiều chất béo, protein, vitamin E, mangan và nhiều dưỡng chất khác. Người bị gút, tiểu đường hay huyết áp nếu ăn lạc sẽ làm tăng các triệu chứng bệnh do đường trong máu tăng cao, rối loạn chuyển hóa axit uric. Những người bị nhiệt, nóng trong cũng không nên ăn lạc. Khi bị ho, bệnh hô hấp, ăn lạc sẽ bị khó thở, suy nhược. Bạn cần phải hết sức cẩn thận khi sử dụng loại thực phẩm này khi đang có bệnh ở trong người. Đặc biệt, khi bị dị ứng đậu phộng, tuyệt đối không nên ăn lạc hay các thực phẩm được làm từ đậu phộng. Khi bị dị ứng đậu phộng, người bệnh sẽ cảm thấy ngứa ngáy, nổi mề đay. Các triệu chứng thể hiện ngay sau khi chỉ ăn trong vài phút. Dị ứng đậu phộng có thể gây ra các triệu chứng tiêu chảy, suy hô hấp, khó thở, thở khó khe, tụt huyết áp, sốc phản vệ. 2. Không được ăn lạc đã mốc, mùi lạ. Đồ ăn khi đã bốc mùi hay để mốc là ổ vi khuẩn và chất độc hại không nên sử dụng. Nhiều người tiếc rẻ không bỏ đi những hạt lạc mốc vì nghĩ chúng vô hại. Thế nhưng ăn lạc mốc có thể khiến bạn mắc các bệnh ung thư lúc nào không hay. Độc tố vi nấm có tên là aflatoxin rất bền vững ở nhiệt độ cao. Rang hay luộc chỉ có thể làm chết các bào tử mốc và làm giảm được phần nào độc tính, chứ không phá hủy được hoàn toàn độc tố. Do vậy, nếu lạc hay bất kỳ đồ ăn khác nào đã mốc, bạn nên bỏ đi ngay, tuyệt đối không nên luộc hay rửa lại để ăn tiếp. Ăn lạc mốc rất nguy hiểm, cụ thể nó sẽ gây ra các triệu chứng nhiễm độc thần kinh, co giật, liệt, rối loạn vận động, tổn thương thận, thoái hóa gan, hoại tử và có nguy cơ bị ung thư dạ dày hay ung thư gan. Chất độc có trong lạc mốc là nguyên nhân gây ung thư mạnh nhất thông qua đường miệng.
Chỉ cần hấp thu phải 2,5mg aflatoxin trong 89 ngày thì sau hơn một năm đã có thể khởi phát bệnh ung thư gan. Vi nấm Aspergillus phát triển mạnh và sinh độc tố ở nhiệt độ 30 độ C, độ ẩm 85% và một hàm lượng nước thích hợp từ 9% trở lên trong hạt lạc. Việc bảo quản lạc ở nơi khô ráo, mát, giữ cho các lớp vỏ được nguyên vẹn để tránh lạc bị mốc. Khi phơi khô lạc, bạn nên cất vào trong lọ, xanh, túi ni lông, nút kỹ bằng lá chuối khô. 3. Không nên ăn lạc bị mọc mầm. Nguy hiểm không kém lạc bị mốc là khi đã mọc mầm đôi khi rất khó để phát hiện do nó ở bên trong lạc hạt. Theo các nhà khoa học, trong lạc mọc mầm hoặc đã bị mốc có chứa rất nhiều loại nấm mốc có độc. Trong đó một loại nấm mốc được đề cập đến nhiều nhất chính là chất độc hoàng khúc, một chất độc có thể gây ung thư và nguy hiểm tới tính mạng của người sử dụng. Bạn cần chú ý ăn lạc đúng cách để tránh gây ra những phản ứng có hại cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại chất độc này có tính rất mạnh với động vật, có thể gây ung thư khi thí nghiệm ở vật nuôi. Do vậy, hãy quan sát và lựa chọn lạc thật kỹ trước khi ăn để đảm bảo chúng không gây hại cho cơ thể của bạn. 4. Không nên ăn lạc khi bạn đang bị ho. Lạc có chứa một lượng dầu khá lớn, không nên ăn khi bị ho vì có thể khiến bạn khó thở, kích ứng cổ họng và tăng tiết đờm. Người có cơ địa bị dị ứng các loại hạt, đặc biệt là dị ứng đậu phộng nên tránh xa lạc. Có những người chỉ bị dị ứng ở thể nhẹ, phát ban ở trên da, nhưng nhiều trường hợp dị ứng gây ra các hiện tượng phản ứng nguy hiểm trên hệ hô hấp, hệ tim mạch và hệ thần kinh. Do đó, bạn cần phải chắc chắn rằng mình không bị dị ứng đậu phộng trước khi ăn lạc để đảm bảo sự an toàn cho cơ thể. Ăn lạc đúng cách giúp bạn và gia đình kéo dài tuổi thọ, tránh xa bệnh tật và an toàn hơn là khi sử dụng loại thực phẩm này mỗi ngày. 5. Lạc không nên ăn sống. Lạc chứa nhiều chất béo, cơ thể hấp thụ các chất béo đó rất chậm. Ăn quá nhiều có thể làm cho tiêu hóa không tốt. Mặt khác, lạc sinh trưởng trong đất nên dễ bị nhiễm ký sinh trùng. Ăn sống thì dễ dẫn đến các bệnh do ký sinh trùng gây ra. Ngoài ra, lạc là nguồn thức ăn hấp dẫn của chuột, do đó dễ lây nhiễm mầm bệnh từ chuột, dễ truyền nhiễm ổ bệnh tự nhiên, đặc biệt là dịch xuất huyết. Vì vậy, không nên ăn lạc sống, tốt nhất là luộc chín xong mới ăn. Tác dụng của lạc. 1. Tăng cường trí nhớ. Một số nghiên cứu cho thấy ăn lạc có khả năng tăng cường được sức khỏe cho não. Lý do là trong củ lạc có chứa rất nhiều vitamin B6 hay còn gọi là niacin. Đây là chất giúp não hoạt động bình thường, tăng cường trí nhớ. 2. Chống loãng xương. Trong hạt lạc cũng chứa một lượng nhỏ canxi và vitamin D. Cả hai chất này hợp tác với nhau giúp tăng cường sức khỏe của xương, bao gồm cả tốt cho sức khỏe của răng. 3. Giảm nguy cơ sinh con dị tật. Nhiều nghiên cứu cho thấy, phụ nữ trước khi mang thai hoặc trong thời kỳ đầu của mang thai, nếu được bổ sung 400 microgram axit folic mỗi ngày sẽ có thể giảm nguy cơ sinh con khuyết ống thần kinh đến 70%. 4. Giảm cân tuần hoàn máu. Rất nhiều người lầm tưởng rằng trong lạc có hàm lượng chất béo cao. Tuy nhiên, thực tế nhiều chuyên gia dinh dưỡng lại cho rằng lạc có thể giúp bạn kiểm soát trọng lượng và ngăn ngừa béo phì một cách rất hiệu quả. 5. Cân bằng mức cholesterol. Đậu phộng có hàm lượng chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Đặc biệt, axit oleic trong đậu phộng giúp giảm mức LDL và tăng mức HDL. Do đó, mức cholesterol được cân bằng và điều này giúp ngăn ngừa các bệnh động mạch vành, đột quỵ bằng cách thúc đẩy lipid lành mạnh. 6. Ngăn ngừa rủi ro đột quỵ. Đậu phộng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất nên sẽ làm giảm nguy cơ đột quỵ và các vấn đề về tim khác. Chất tryptophan có trong đậu phộng cũng chống lại chứng trầm cảm. Do đó, đậu phộng có thể giúp bạn ngừa đột quỵ. 7. Ngừa ung thư. Các cây họ đậu như đậu phộng chứa hàm lượng beta-sitosterol cao. Những chất phytosterol này có khả năng bảo vệ bạn chống lại ung thư bằng cách ức chế sự phát triển khối u.
Một nghiên cứu tiến hành tại Mỹ đã chứng minh rằng những người đàn ông và phụ nữ ăn đậu phộng ít nhất 2 lần trong một tuần giảm 27% và 58% nguy cơ bị ung thư ruột già. 8. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Đậu phộng có sự hiện diện của mangan là khoáng chất có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất béo và carbon hydrate, sự hấp thụ canxi và điều chỉnh lượng đường huyết. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng một khẩu phần đậu phộng có thể làm giảm 21% nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường. Đây là tin tuyệt vời cho những người mắc các bệnh tiểu đường. Nếu bạn có người nhà bị bệnh tiểu đường, hãy khuyên họ dùng đậu phộng theo liều lượng cho phép. 9. Phòng ngừa hình thành sỏi mật là cung cấp một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho những người gầy, yếu, nên ăn thường xuyên loại hạt này. Chúng cũng tốt cho trẻ đang phát triển vì chúng giàu axit amin. Theo nghiên cứu, ăn lạc thường xuyên có thể phòng ngừa hình thành sỏi mật. 10. Giúp loại bỏ độc tố. Lạc rất giàu chất xơ, do vậy chúng cũng loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và cũng giúp giảm cân. 11. Phòng bệnh hen. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu phụ nữ mang thai ăn lạc thường xuyên, trẻ sẽ ít bị bệnh hen. 12. Chống trầm cảm. Lạc giúp chống trầm cảm nhờ chứa một chất gọi là tryptophan có tác dụng hỗ trợ giải phóng serotonin. 13. Ngăn ngừa bệnh tim mạch vành. Dầu lạc có chứa một lượng lớn axit linoleic. Chất này có khả năng chuyển hóa cholesterol trong cơ thể thành axit mật thải ra ngoài cơ thể, tránh lắng đọng cholesterol, giảm lượng cholesterol, có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch. Một số món ăn bài thuốc từ lạc. 1. Sữa lạc cho người bị mỡ máu cao. Đây là một loại thức uống dành cho những người bị mỡ máu. Chuẩn bị 400g lạc, 300ml sữa tươi. Cách thực hiện: lạc rửa sạch, ngâm nước trong 3 tiếng. Đun sôi nước rồi cho lạc vào đun trong 2 phút, rồi xắt sạch lớp vỏ lụa bên ngoài. Cho lạc vào máy xay sinh tố với nước và xay nhuyễn. Lọc lấy nước, bỏ bã. Cho phần nước này vào nồi đun nhỏ lửa trong 10 phút thì cho sữa tươi vào khuấy đều. Đến khi sữa sôi trở lại thì tắt bếp. Sữa nguội cho vào bình bảo quản trong tủ lạnh để sung dần. 2. Canh lạc bí đỏ. Bí đỏ có khả năng làm giảm lượng cholesterol dư thừa trong cơ thể. Sự kết hợp giữa lạc và bí đỏ sẽ tạo nên một món ăn tốt cho người bị mỡ máu. Chuẩn bị 100g lạc, 300g bí đỏ. Cách thực hiện: bí đỏ gọt vỏ, bỏ ruột, cắt miếng vừa ăn. Lạc ngâm nước trong vòng 1 giờ rồi để ráo, giã nhỏ. Cho bí đỏ vào lạc và nồi, đổ ngập nước, đun đến khi bí đỏ và lạc chín mềm. Nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. 3. Bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng có thể xuất hiện trong chế độ ăn dành cho người mỡ máu cao. Có nhiều loại bơ lạc đóng sẵn. Tuy nhiên, loại này thường chứa nhiều đường, muối và chất bảo quản. Do đó, cách tốt nhất là tự làm bơ đậu phộng tại nhà. Rang 450g lạc rồi xắt sạch vỏ. Cho lạc 2 thìa cà phê mật ong, 1/2 thìa cà phê muối vào máy xay trong 1 phút. Sau đó, cho từ từ 2 thìa dầu lạc vào máy xay rồi xay tiếp hỗn hợp tới khi mịn. Cho bơ vào lọ thủy tinh có nắp đậy, bảo quản trong tủ lạnh, ăn kèm cùng với bánh mì. 4. Lạc rang xả. Nguyên liệu: 1/2 bát xả xay nhuyễn, 1 bát lạc, muối, đường, nước mắm, ớt bột, tỏi, dầu ăn. Cách làm: lạc rang chín, sắp bỏ vỏ lựa ở bên ngoài, giã thô. Đun nóng 2 thìa dầu ăn, phi thơm tỏi, cho xả vào rang, đun lửa nhỏ, cho thêm muối, đường, đảo đều đến khi xả khô và sần lại. Cho lạc vào rang cùng, nêm thêm gia vị vừa ăn và tắt bếp để thưởng thức. 5. Kem bơ lạc. Nguyên liệu: 2 quả bơ, 1 hộp sữa chua, 200ml kem tươi, 150g đường, 1 gói lạc. Cách làm: bơ bỏ vỏ, cắt nhỏ rồi xay nhuyễn cùng với sữa chua, đường. Đánh bông kem tươi trộn với hỗn hợp bơ, giã dập lạc, trộn đều với hỗn hợp bơ kem rồi để lên trên ngăn đá tủ lạnh. 6. Cháo lạc táo đỏ. Nguyên liệu: 100g gạo nếp, 50g táo đỏ,
50g lạc nhân, đường phèn. Cách làm: gạo, táo nếp đãi sạch để ráo nước, lạc giã nát, cho các nguyên liệu vào nấu cùng với nước, đến khi cháo mềm nhừ thì cho đường vào khuấy tan, rồi sau đó tắt bếp. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới vừa trải qua một cú sốc, một tiếng chuông, một tiếng la thức tỉnh hay bất cứ thứ gì có thể được liên tưởng đến. Chúng ta đã và đang trải qua một thời kỳ có lẽ sẽ được nhắc lại trong hơn 100 năm nữa bởi những tác động nặng nề và những hậu quả mà cơn đại dịch này để lại cho chúng ta. Covid-19 đã làm được một điều khiến cả thế giới bàng hoàng, đó là khiến cho bất kỳ ai, dù giàu sang, nghèo khổ, dù quyền lực hay chỉ là một người bình thường, đều trở nên lo sợ và bắt đầu bận tâm về thứ mà đáng lẽ bạn phải bận tâm từ rất lâu rồi, từ rất lâu về trước, đó chính là sức khỏe. Hãy nhớ rằng sức khỏe là vốn quý nhất. Thay vì bận tâm giá vàng hôm nay là bao nhiêu, thì bạn nên để ý tới thân nhiệt của chính mình. Xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên chia sẻ nếu thấy video hay và ý nghĩa quý vị nhé. Cuối cùng, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chương trình.